Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay hai mẹ con mình sẽ ăn thạch nổ các bạn nhé. Đây mình có hai túi thạch nổ, có hai vị khác nhau. Đây là thạch nổ vị nho đen, còn đây là thạch nổ vị nho xanh. Các bạn ơi, đây chính là những cái viên thạch nổ vị nho xanh và vị nho đen. Bây giờ mình sẽ dùng kim để châm nó ra các bạn nhé. Đây là cái vỏ của nó này các bạn. Rất là ngọt luôn các bạn ạ, mùi vị của nho rất là thơm. Thì con mình sẽ chọc tiếp. Ôi, rất là dai các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ăn sang cái vị nho đen. Còn Hoàng sẽ ăn cái vị nho xanh này nhé. Đây này các bạn. Vị nào cũng ngon như nhau các bạn ơi. Thì video của mẹ con mình xin được tạm dừng tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video và hãy nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Bye bye.